Hello, Thích Nội TV xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Nay là cho mấy em nó ăn rồi bạn. Ngày nào cũng cho nó ăn mồi tươi á. Bây giờ cái cặp chim chào màu lai của mình bây giờ nó đã còn có hai em thôi bạn. Nó đã hy sinh hết một em nữa rồi. Thấy nó bệnh hổm rài rồi, cái nó chắc bị đường ruột các bạn. Nó tiêu rồi. Thì có một số bạn thắc mắc, chẳng hạn như mình mới nuôi thôi bạn, mình mới nuôi, mình không biết chia cho chim chè thang nó sinh sản mà nó ăn cái thức ăn gì. Thì thường các bạn, mấy bạn mình mới nuôi mình đâu biết đâu, thì mình tưởng đâu là cho thức ăn là chim nó sinh sản, thật ra là chim chè thang, đối với dòng chim chè thang là mình nuôi sinh sản, là nó khi mà nó bước vào cái mùa nó sinh sản rồi á thì nó không có ăn thức ăn nữa bạn, nó sẽ chuyển sang nó ăn mồi tươi ha. Đó thì mồi tươi thì gồm có gì, như sâu, dế, cào cào, gián đâu đó. Thì mấy bạn mà ở chỗ mấy bạn á thì có cái gì thì mình cho ăn cái nấy ha. Thì chẳng hạn như có sâu không thì mình cho ăn sâu cũng được, thì có dế thì sâu với dế thì mình cho nó ăn. Chẳng hạn như mình có sâu với dế, sâu thì nó ăn ví dụ như 10 ngày nó đẻ, thì có mình cộng thêm dế nữa thì dế thì nó chất béo nhiều thì nó ăn cho giúp con chim á, nó lẹ như nó mập các bạn. Chẳng hạn như bạn mấy bạn mình làm gà làm vịt gì đó, nó mấy bạn thấy mấy con mà vịt nó đẻ hoặc gà đẻ đó, nó trông là nó mỡ không ha, thì chim nó cũng vậy thôi, nó ăn đặng nó mập đặng nó có ấy đặng nó đẻ ha, mấy con chim ấy thì nó không có ăn thức ăn nữa bạn. Khi mà nó đã đến cái lúc mình thúc cho nó đẻ rồi á là không bao giờ nó ăn thức ăn nữa, ít lắm, nó chỉ chuyển sang nó ăn mồi tươi luôn. Nó ăn mồi tươi cho đến mà lúc mà nó đẻ xong mà nó ấp nó nở đó. Đó chừng nào mình cắt cho nó mới ấy, chứ mình bỏ ăn hoài đó. Đó chứ hồi lâu lúc trước đó, mình mới nuôi các bạn, mình cũng không không nó rành nữa, mình cứ cho ăn thức ăn năm này tháng kia vậy mà nó không có đẻ. Đó trừ khi nó đẻ là chẳng hạn như mấy bạn mình làm cái AV đó, AV rộng bự giống như cái lồng chim cô gái của mình vậy đó, nó ở dưới đất đó thì nó ăn gián, ăn mùa mưa nè nó ăn gián, ăn trùng, ăn này ăn kia vậy đó thì nó mới đẻ thôi ha, chứ còn mình nút trong lồng này nó đâu có ăn được gì đâu, thì nó ít lắm bạn, ít đẻ. Hoặc là mình cho ăn cám đó, hoặc ăn cái con giò, nó có loại cám kích trứng đó, giúp cho chim ăn, nó nói chung nó ăn nó đẻ xong rồi bạn cũng phải cho mồi tươi nó ăn rằng nó đút con đó bạn, chứ nó không có thể nào mà nó đút cám đâu, con nó ăn nó phải đút nước chứ đâu phải giống như chim cô gái nó nuốt cho trong ấy xong rồi nó lên cho con nó ấy đâu bạn. Chim này nó đút thẳng trực tiếp luôn, mồi là nó chỉ giật nó chẳng hạn như sâu còn sống rồi nó gấp mỏ rồi nó giật đó, rồi nó mới đút cho con nó trong sâu nè, hoặc là con dế đó, hoặc là những cái con mà ở ngoài thiên nhiên thì nó bắt những cái con sâu non nào đó, nó có nước nó sẽ đút cho con nó. Chứ còn mà để mà nuôi sinh sản mà cần thức ăn không là chim chè thang, đối với dòng chim chè thang này nó không có đẻ đâu bạn, nó ít lắm, số ít mà nó đẻ cũng thời gian nó đẻ xong nó không ấy thì nó cũng ăn trứng à. Đó, nhiều khi mồi tươi không đủ để nó nuôi bản thân nó, là sao mà nó đẻ để nuôi con nó được ha. Cho nên mấy bạn mình lưu ý ha, khi mấy bạn mình nói chung mình nói cho mấy bạn mình mới tập chơi đó, mình tham khảo. Thì nói chung hồi lúc mình mới nuôi cũng vậy đó, mình nghĩ là về mình tập cho nó ăn xong, ăn cám thì mình cho nó ăn thì nó đẻ, chẳng hạn như cám gà cám đồ ăn đẻ. Nó thật ra là phải đối với cái dòng chim chè thang là mấy bạn mà muốn nó đẻ sinh sản tốt thì mấy bạn phải buộc lòng, mấy bạn phải cho nó ăn mồi tươi ha, để cho nó mập rồi nó đút chim con. Thì mồi tươi đây thì giờ gồm có như sâu nè đó, sâu với cào cào mấy bạn mà mới dùng, mấy bạn mà nói chung là buộc nó là phải 24 trên 24 luôn bạn, lúc nào cũng ra mà cái cống nó cũng còn sâu thì nó lúc đó chim nó mới đẻ ấy, chứ còn mà ăn bữa học bữa ấy thì nó cũng không đẻ nữa. Chẳng hạn nó đẻ rồi nó cũng mới ăn trứng nè, hoặc nó làm nó bỏ ha. Mấy con này nó hơi nhát các bạn, mình ghép hai con này nè, trống hổm gà nó cũng kích mấy.
nên mấy bạn mình lưu ý ha. Đó, mấy bạn mình có nhà mà có nào giờ chơi đó, có một con hoặc hai con trống thì giờ kiếm máy đi đó. Hiện tại bây giờ là mình ghép cho nó về cho làm quen đi mấy bạn, về mình cho nó làm quen xong rồi mình làm chuồng, rồi cái mình thả vô là khoảng cuối cuối tháng 11 là mình thúc được. Chủ yếu là con chim mình nhìn thấy con lông, con cặp trống mái mình ghép nó ở xong rồi thấy lông nó mướt đó, lông nó mướt thì mình bắt đầu, nó chưa không còn lông non nữa là mình bắt đầu mình cuối cuối tháng 11, tháng 11 12 gì đó mình ghép đó, mình bỏ vô rồi mình thúc mồi tươi. Thúc mồi tươi là mình cho nó ăn, là chẳng hạn lưu ý ha, khi mình thúc mồi tươi chẳng hạn như chim bạn mà nuôi chim mỏi đi, mấy bạn mình trộn vô với cái cám mà cho nó ăn thường á đó. Đó bạn, chủ yếu là cho nó đừng có sau này mà nó sau nó hết mùa sinh sản các bạn thì nó mình không có cho nó ăn mồi tươi nữa thì nó sẽ ăn qua cám ha. Đối với những cái dòng mà chim nó mấy bạn mà mới tập á, mới vô cám á, còn mà như chim bạn mà nó ăn rồi thì cứ không sao, mình bỏ thức ăn ý sâu nè bên, còn thức ăn bên là nó ăn xong là nó hết ấy là nó phải buộc lòng nó phải ăn cám à. Còn mà đối với như chim bổi thì mình phải làm cách đó ha, mình đổ ít thức ăn chính của nó cho đặng chủ yếu cho nó dính và nó ăn nó quen cái mùi đó bạn ha. Rồi tới chừng mình khi mà nó đẻ xong rồi á, mình không có thúc mồi tươi nữa thì nó sẽ ăn qua cám thôi, chứ để nhiều khi mình bỏ thức ăn bên này ấy bên thì đối với những cái con mà mới á, nó sẽ bỏ ha. Rồi video mình quay mình chia sẻ những cái thắc mắc của bạn ha, khi mới mà tập chơi chim á, khi mà nuôi chim sinh sản mà không biết con chim mình nó ấy chim nuôi chim chà than thì nó ăn thức ăn gì thì cũng nói rõ cho mấy bạn biết hiểu luôn ha. Đó, thì khi mà ghép rồi là nó chuyển sang toàn bộ là nó ăn mồi tươi không. Đó, chứ nó không có ăn cám, tại vì nó ăn đặng nó đút cho con các bạn. Thôi video của mình quay mình chia sẻ cho các bạn đến đây xin tạm kết thúc ha. Đó, mấy bạn mà nói chung có nhu cầu hay cần gì mấy bạn cứ để lại bình luận đi, cách ghép làm sao lòng đó, làm lòng bao nhiêu là đạt chuẩn để ghép thì mình cũng sẽ làm video mình chia sẻ cho các bạn ha. Nè, cái này là chim này là mình ghép nở ra bạn, này là mình nuôi nè, thành công nè, được mấy con bạn, 5-6 con luôn á, mà nó hao, tại nó hao á, nó bệnh lâu lâu cái giờ còn còn được cặp hai con trống không à, rồi một con mình tặng cho đứa em rồi. Đó, lúc bữa hổm cũng vậy, cũng không biết bệnh rồi hay gì nó hao hết con. Rồi dù gọi mình của mình cũng đẻ thấy mê luôn, rồi nắng nóng với bị chuột. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo ha. Bye bye.